Giáo dục bắt đầu từ trong bụng mẹ. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 25 tháng 10 năm 1988. Đứa bé sẽ chịu ảnh hưởng từ những ý niệm của người mẹ trong thời gian mang thai. Này những vị thiền tri thức, hôm nay chúng ta tụ tập trong căn phòng lớn này cùng nhau bàn luận về giáo dục. Giáo dục là nền tảng của con người. Nếu chúng ta xem thường vấn đề căn bản này, tức là chúng ta đang bỏ cái gốc để tìm cái ngọn, bỏ cái gần để tìm cái xa. Sự giáo dục bắt đầu từ khi chúng ta sinh ra. Những gì ta thấy và nghe đều có ảnh hưởng và hình thành những hành vi trong cuộc đời của chúng ta. Do đó, tục ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chẳng những sự giáo dục có ảnh hưởng đến con người sau khi sanh, mà thậm chí ngay cả lúc còn trong bụng mẹ. Thí dụ, nếu người mẹ là một người có học thức, thì điều này cũng ảnh hưởng tốt đến đứa bé, làm cho nó sẽ trở thành khôn ngoan và hiếu học. Nếu một người mẹ thường hay nóng giận trong khi có thai, thì đứa bé chắc chắn cũng sẽ nóng tính. Nếu người mẹ thường hay cứng đầu, không chịu nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai, con của cô ta cũng sẽ trở nên khó dạy, muốn làm gì thì làm. Cho nên sự giáo huấn cho thai nhi, thai giáo rất là quan trọng. Người phụ nữ là mẹ của tất cả công dân, vì thế họ là nền tảng của quốc gia. Với một vai trò quan trọng như thế trong xã hội, tất cả người nữ cần học cách thức giáo dục con cái, và trách nhiệm đó bắt đầu ngay từ lúc có thai. Trong thời gian mang thai, người nữ không nên tranh, cũng không nên tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi hoặc nói dối. Bởi một người mẹ có những hành động như trên thì sẽ khiến con của cô ta cũng có những tư tưởng và hành vi giống vậy. Cho nên lớn lên, nó sẽ không trở thành một người công dân tốt được. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý điểm này và nên dạy dỗ con mình ngay từ lúc còn trong bụng mẹ. Khi trẻ thơ được sinh ra đời, làm cha mẹ thì phải nêu gương tốt cho con, chứ nên thường xuyên tranh cãi hoặc ích kỷ, tự lợi, tham lam hay dối trá. Điều này rất quan trọng vì con cái sẽ quan sát và bắt chước theo cha mẹ chúng. Thật vậy, con nít rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh. Thí dụ như khi học nói, chúng theo dõi cách người lớn nói chuyện rồi từ từ bắt chước theo đó mà nói. Cho nên các vị phụ huynh không nên nói là họ chỉ có thể sanh con chứ không thể dạy con được. Khi sanh ra một đứa con, quý vị đã đem lại cho đất nước này một người công dân mới. Nhưng nếu không biết dạy dỗ con mình cho tốt, như vậy đã không hoàn thành trách nhiệm của mình đối với tổ quốc và xã hội. Nói cách khác, nếu đứa bé lớn lên trở thành một phần tử xấu, có thể gây ra nhiều tai hại cho quốc gia và xã hội, thì quý vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã không dạy dỗ chúng nên người. Cho nên, làm cha mẹ thì nên đặt sự giáo dục con mình lên hàng đầu, thay vì chỉ chú trọng đến việc kiếm tiền và theo đuổi danh vọng. Quý vị nên xem vấn đề giáo dục là nhiệm vụ quan trọng nhất. Vì nếu có thể dạy con tốt thì điều đó rất quý, có giá trị hơn việc kiếm nhiều tiền bạc cho chúng. Bởi nhờ sự giáo dục đứng đắn, bọn trẻ lớn lên sẽ biết cách làm người ngay thẳng và cũng biết cách giữ gìn thân thể chúng. Do đó, trong thời gian thơ ấu, trước khi đi học, cha mẹ phải có trách nhiệm dạy dỗ con mình. Sau khi vào trường, các bậc thầy cô là những hình ảnh gương mẫu đối với học sinh. Với sự chỉ dạy đúng cách của thầy cô, các em sẽ học cách phát triển nhân cách và đức hạnh. Các em sẽ học cách hiếu thuận đối với cha mẹ và cung kính với các vị cao niên. Ngay từ đầu, các thầy cô nên dạy các em về hiếu hạnh. Tại giảng Phật Thánh Thành, ở trường tiểu học, các em đều được giáo huấn về đạo hiếu, được dạy phải thuận lời cha mẹ, thường xuyên phụ giúp việc trong nhà, khiến cho các vị phụ huynh đều rất vui lòng. Các vị thầy cô vì đào tạo nhân tài mà đảm trách việc giáo dục, là những người lấy giáo dục làm thiên chức nghề nghiệp, nên họ gánh vác trọng trách huấn luyện và rèn đúc trẻ em, và dạy các em học sinh không hút thuốc, không uống rượu, không dùng các độc dược hay thuốc phiện,
nhất là không nên có những quan hệ bất chánh với người khác phái. Tự do cần hợp lý. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 5 tháng 6 năm 1988. 1.000 một dạng trẻ con mà được thả lỏng, tự do phát triển, thì sẽ có 1.000 một dạng đứa trẻ trở thành hư hỏng hại đời. Giáo dục là gì? Những đứa trẻ phải được dạy làm người như thế nào? Người lớn phải dạy các em về 8 điều đạo đức: hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Và các em cần phải biết chọn điều thiện để làm theo, chẳng thiện thì sửa đổi. Việc phải đạo lý thì tiến bước, trái đạo lý thì tránh lui. Đây là nền văn hóa Trung Hoa tại Á Châu. Văn hóa Tây Phương tức là tự do mù quáng. Họ hiểu chữ tự do một cách nhầm lẫn. Sự tự do không chịu trách nhiệm, sự tự do sinh con mà chẳng dạy dỗ, sự tự do bỏ bê cha mẹ già yếu mà chẳng đoái tưởng. Con thơ chẳng được dạy dỗ, như vậy sinh ra đứa trẻ để làm gì? Để con em tự lo làm những việc chẳng hợp pháp ở trên thế giới này, có thể nói là người lớn đã gây tội. Người già yếu mà chẳng được nuôi dưỡng, cho nên nói người già cần được chăm sóc, có nơi nương tựa, trai tráng có chốn dụng tài trổ sức, trẻ thơ có chỗ nuôi nấng dạy dỗ. Khi tuổi già đến, thân thể con người bị bệnh tật dày dò, tai thì lãng, mắt cũng qua, răng cũng chẳng giúp được tích sự gì, lúc này rất là tội nghiệp. Theo nền giáo dục của Trung Hoa mà nói thì dưỡng tử phòng lão, nuôi con để phòng ngày già yếu. Để dành cho ngày già yếu chẳng phải là có ý ích kỷ, muốn con cái đến săn sóc. Chẳng qua chỉ là nuôi dạy con thành người rồi. Người trẻ tuổi này cần nên trông nom người già nua yếu đuối, sức lực đã hao mòn. Nếu chẳng phải như thế thì sinh ra con cái quá đông để làm gì? Thành lập gia đình làm chi? Điều này chẳng phải là không có ý nghĩa sao? Cho nên thế, ở cái xứ này lầm hiểu sự tự do, để trẻ em tự do phát triển theo cách lêu lỏng. Quý vị xem kìa, nếu có 1.000 một dạng đứa trẻ tự do phát triển, tức có 1.000 một dạng đứa vì lêu lỏng mà hư hỏng mất rồi. Trẻ ngoan tốt không chừng chỉ có 1-2 đứa. Những đứa này từ sinh ra đã có tánh nhân từ, biết làm việc tốt. Nhưng mà chẳng phải đứa nào cũng đều nhân hậu, đều biết chọn điều thiện để làm theo, chẳng thiện thì sửa đổi. Việc phải đạo lý thì tiến bước, trái đạo lý thì tránh lui. Sở dĩ nói trẻ em gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhiễm hư xấu thì đen tối, lắm đục nhơ thì quen ố. Quý vị làm sao có thể chẳng màng, không chú ý đến bọn trẻ ư? Tại sao hiện nay nhiều trẻ em Tây Phương dùng ma túy? Quý vị xem thấy đó, đám học sinh tiểu học, trung học đã gần gũi những kẻ buôn bán ma túy. Họ khuyên đám học sinh này là: hút thứ này thì sẽ được thông minh, thử cái này bạn sẽ có khoái cảm đó. Các học sinh liền thử ngay, được khoái lạc, thật là càng đắm càng ngu si. Tiêm nhiễm ma túy vào thân, ngày chí tối các em ở trong trạng thái lơ lửng như nhập thiền định, không biết trời răng gì cả. Quý vị xem người hút thuốc mê kia, hãy đứng thì có thể đứng im hàng mấy giờ đồng hồ, nhưng đó chẳng phải là cái sức thiền định, định lực, mà do bị thuốc độc khống chế đến nỗi mất hết sự suy nghĩ. Đây há chẳng phải là bước đi vào ngõ đường cùng mất mạng hay sao? Ôi chào, quý vị bảo nó cứ việc tự do phát triển. Sự phát triển đưa dần đến con đường chết. Điều này gọi là tự do nhầm lẫn. Sự tự do không hề chịu trách nhiệm, sự tự do thiếu lý trí. Tôi nói thêm với quý vị, các bạn cao niên, các bạn trung niên và các thanh thiếu niên rằng, quý vị đều phải chú ý một điều này. Điều gì? Hiện nay ngành giáo dục trên toàn thế giới đã đi đến giai đoạn phá sản, có thể nói là không còn sự giáo dục gì nữa. Cái nền giáo dục này dạy những gì? Bây giờ họ dạy về quan hệ tình dục. Đây là điều hết sức sai lầm. Nếu muốn dạy về vấn đề sinh lý, nên dạy các em làm cách nào để chẳng giao du bừa bãi, đừng có quan hệ loạn xạ. Quý vị nên dạy các em tự trọng, giữ gìn lấy thân trong sạch, bảo vệ mình như hạt ngọc trắng tinh. Đợi đến lúc trưởng thành, sau đó mới hiểu biết về kiến thức tình dục.
Điều chẳng nên là để trẻ con 5-6 tuổi ngày đến tối đều xem vô tuyến truyền hình. Mà ảnh truyền hình yêu quái này dẫn dụ trẻ con hư hỏng, dụ dỗ trẻ 4-5 tuổi thì đã biết hôn hít, cũng biết ôm ấp nhau. Ôi thôi, quý vị bảo đây là thế giới gì? Loại tự do này thật là đáng thương. Đáng thương quá, đáng thương lắm thầy. Tại sao tôi nói rằng nền giáo dục hiện nay đã phá sản? Quý vị thấy đó, trẻ con mà chẳng được dạy đạo lý căn bản làm người thì nhà trường bây giờ khuyến khích cái gì chứ? Họ khuyến khích học sinh học cái gì kiếm được nhiều tiền nhất. Như là bác sĩ kiếm tiền nhiều nhất thì học ngành y, lên cung trăng cũng kiếm tiền nhiều nhất thì theo khoa học. Ồ, cũng chẳng ngó ngàng cha mẹ, rồi cũng chẳng màng đến vợ con. Cái gì cũng đều mặc kệ, chỉ biết có tiền. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hòa thượng tuyên quá. Nếu các em có bạn trai hay bạn gái khi còn quá nhỏ thì cuối cùng các em sẽ bị thương tổn. Cũng giống như cắt đi một cái mầm non trước khi nó được phát triển toàn diện, có ích lợi gì? Tất cả các em học sinh, những ngày đẹp nhất trong cuộc đời là thời gian trước tuổi 20, được xem là thời vàng son. Thời gian này các em chưa mất bản chất trong sáng hay Phật tính của các em. Trong thời gian này các em cũng dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Nếu các em gần những người tốt thì các em sẽ trở thành tốt. Nếu các em giao du với những người không tốt thì các em sẽ trở nên xấu. Đây là đạo lý gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu như gặp được thầy tốt, bạn lành, các em sẽ có được một nền học vấn tốt đẹp, trở thành người có phẩm hạnh đoan chánh. Trái lại, hễ gặp phải thầy bạn không tuân theo quy củ nề nếp học đường thì sẽ bị ảnh hưởng của họ, trở thành những kẻ không theo nề nếp, trái với phong cách truyền thống, đạo đức, luân lý dân tộc. Các em nếu bị sơ ý, dấp nhầm lỗi nhỏ thì sẽ thành con ngựa dở chứng phá đạt. Còn nếu cố ý phạm phải tội lớn thì sẽ trở thành phần tử hư hỏng, thối nát của xã hội. Hãy đem lòng khắc ghi, tự tánh của các em vốn trong trắng thuần khiết như mảnh vải trắng tinh. Hãy tiêm nhiễm hư đốn thì trở thành xám tối, tiêm nhiễm dẫn đục tồi bại sẽ biến thành màu vàng quen ú. Các em đang được học tập trong hoàn cảnh ưu việt, tương lai nhất định phải làm người có lợi ích cho xã hội, cải thiện nề nếp xã hội. Phải có tinh thần biết hy sinh cái tự ngã nhỏ bé của cá nhân mình để hoàn thành cái đại ngã rộng lớn của tất cả đại chúng trong toàn thể xã hội. Điều quan trọng nhất là nữ sinh không nên đi tìm bạn trai và nam sinh không nên tìm kiếm bạn gái. Mỗi một em học sinh phải giữ cương vị phái tính của mình về vấn đề giao tiếp bạn bè. Không phải là các em không được có bạn trai hay bạn gái. Tuy nhiên các em gái nên đợi đến khi 20 tuổi và các em trai nên đợi đến 25 tuổi mới nên có bạn trai hay bạn gái. Làm được như vậy, các em sẽ không bị thương tổn. Nếu trẻ em đi tìm bạn khác phái trước khi cơ thể trưởng thành thì cuối cùng sẽ bị thương tổn. Vì thế, dù cho các em muốn lập gia đình, các em nên đợi cho đến lúc các em được 20 hay 25 tuổi. Vì lý do này, tại Vạn Phật Thánh Thành, trường nam và trường nữ được tách biệt. Các em không nên lén lút tìm kiếm bạn trai hay bạn gái. Nếu tôi biết được rằng các em làm như vậy thì các em sẽ bị đuổi. Các em nên để ý về điều này. Tôi không ngăn cấm các em có bạn trai hay bạn gái. Điểm muốn nói ở đây là nếu các em tìm kiếm bạn trai hay bạn gái trước khi trưởng thành thì các em sẽ không thể là học sinh giỏi hay là con người tốt. Các em mỗi người nên là một học sinh giỏi và là một con người tốt để các em có thể làm những điều ích lợi trong tương lai. Nếu các em có bạn trai hay bạn gái khi còn quá nhỏ thì các em cuối cùng sẽ bị thương tổn. Cũng giống như cắt đi một cái mầm non trước khi nó được phát triển toàn diện, nó sẽ vô dụng và cuối cùng chỉ là hạt lép. Nếu để cho những khao khát tình dục phát triển quá sớm, các thế hệ kế tiếp sẽ trở nên tệ hại hơn. Để lựa ra những hạt giống xuất sắc để trồng trọt, chúng ta phải đợi cho đến khi hạt giống no tròn. Hạt lép thì không thể làm hạt giống, chỉ là vô dụng thôi. Tương tự như vậy, các em chớ hẹn hò với người khác phái khi còn quá nhỏ, khi chưa trưởng thành. Trẻ em trong quốc gia này
luôn mê xem vô tuyến truyền hình, tivi. Chúng xem vô tuyến truyền hình nhiều đến nỗi biết đi tìm bạn trai hay bạn gái khi mới 7 hay 8 tuổi. Điều này thật vô cùng nguy hại. Trong tương lai, nếu khuynh hướng này tiếp tục, đất nước này sẽ không có những kẻ tài năng. Tại sao lại như vậy? Vì mọi người đều bị mê lầm cả rồi.